Xin chào anh em yêu hoa lan. Hôm nay tôi chia sẻ anh em về chăm sóc một cái giò giả hạt Pháp. Giả hạt Pháp này là năm thứ hai. Chúng ta thấy đây là cái kỳ, một cái kỳ ra một cái thân mẹ. Thân mẹ này khoảng cỡ 10 phân. Sau đó nó được mọc ra thân con. Thì tôi thấy thân con này rất là dài. Hiện nay rất là dài. Nếu chúng ta tính ra là khoảng được 60 thì để chăm sóc một cái giò lan năm thứ hai thì tôi làm như sau. Việc đầu tiên là tôi đưa vào cái giếng tròn, sau đó tôi quấn ở xung quanh là phân dê, sau đó chúng ta đưa vào vị trí ở xung quanh của cái giò này, của cái chậu này, chậu lên chậu nhựa, nhựa lưới, sau đó là ta tưới, tưới bình thường. Thì ta thấy một cái giò thân của cây loa, cây giả hạt Pháp này rất là dài, hiện nay nó dài khoảng cỡ 6-70 phân. Đây là một trong những cái giò mà giả hạt Pháp mà để chia sẻ anh em kỹ thuật chúng ta chăm như vậy. Sau đây chúng ta tiếp tục để xem những cái giò giả hạt Pháp khác. Đây, chúng ta xem một cái giò giả hạt Pháp. Hiện nay tôi đang ghép vào trong một cái giếng bản, và phía trên tôi cũng treo phân dê. Và tôi thấy hiện nay rễ là cắm vào rất là nhiều. Tôi thấy thân của giả hạt Pháp và cây này rất là dài, hiện nay thân rất là dài. Đây là cái kỳ năm thứ hai, nứt mầm ra năm thứ hai. Chúng ta quan sát đây, đây là một giò, một dãy về giả hạt Pháp. Tôi được ươm ra và gieo trồng trồng vào trong các giếng bản này. Kỹ thuật thì tôi làm thứ nhất là mua cái sơ dừa công nghiệp, sau đó tôi ép vào phía trong, đó là về phân dê, sau đó chúng ta cho tưới nước hàng ngày. Thì đối với khi ta trồng kỹ thuật này thì ta tưới nước ít nhất một ngày một lần. Thường thường là tôi hay tưới vào buổi chiều, chiều khoảng cỡ 4-5 giờ chiều hoặc là sáng sớm. Mà tôi có thói quen là hay tưới vào buổi trưa. Thường thường buổi trưa thì cây nó sẽ tốt hơn. Đây, ta thấy cái thân của cái giả hạt Pháp. Giả hạt Pháp thân rất là dài, nhìn vào rất là mướt. Chúng ta thấy thân rất dài, mướt như rau muống. Đấy, nhiều khi anh em đến thăm chơi nhìn cái thân giả hạt Pháp tôi là thấy như thế này. Đấy, rất là dài. Hiện nay thân dài cũng cỡ 70 phân. Đấy, đây giả hạt Pháp. Thì đây cũng chia sẻ cho anh em về cái kỹ thuật chúng ta chăm một cái cây giả hạt Pháp. Tôi thực hiện như vậy, treo các cái phân dê trên. Còn cái dưới này chẳng hạn như là tôi vén lên chúng ta xem. Rễ được cắm vào trong bản, dưới này vậy, chúng ta xem này, rễ được cắm vào trong này. Và đương nhiên ánh nắng chúng ta, ánh nắng thì chúng ta ánh nắng khoảng 40-50%, và cái hướng ánh nắng là được chiếu vào ở vị trí trực tiếp này. Đó. Nhưng mà không được nắng trực tiếp thì chúng ta xem, quan sát cái chúng ta quan sát cái ánh nắng của tôi đây. Đây là tôi đưa lên trên sân trên cao, chúng ta thấy trên này tôi mổ khoảng 2 tấm tôn đó, chạy dọc. Còn những cái tấm màu vàng thì tôi gia cố thêm để hạn chế bớt ánh nắng nắng gắt đó, thì tôi điều chỉnh làm sao cho ánh nắng phù hợp thì tôi thấy những cái thân cây cái lan của mình nó sẽ tốt hơn đó. Thì đây là minh chứng cho anh em xem, minh chứng anh em xem về cái lan, những cái thân lan chúng ta thấy. Đây chẳng hạn long tu, long tu. Rồi đây là long nhãn, ra lá xanh tươi. Còn đây là long tu, kỳ của long tu năm thứ nhất. Kỳ long tu năm thứ nhất được mọc ra và tôi được cắt và ghép đây. Chúng ta thấy cái kỳ này là ra được 20. Hy vọng sang năm là chắc chắn là
đây là cái kỳ năm nhất nha. Các anh em xem đây là kỳ năm nhất. Đó, từ thân mẹ nứt ra. Từ thân mẹ nứt ra. Đó. Anh em thấy đó, đây là giá hợp pháp. Chia sẻ anh em để chúng ta có những cái giò giả hợp pháp đẹp. Giả hợp pháp. Tương tự như vậy tôi cũng giới thiệu luôn anh em một cái giò là giả hạt mà tôi cũng làm năm thứ hai, giả hạt ESO. Các anh em qua đây chúng ta xem. Đây là giả hạt ESO, chúng ta thấy. Kỳ năm thứ hai. Kỳ ra. Năm thứ hai. Ta nhìn vào quan sát ta thấy này. Đây là năm, đây là kỳ năm nhất. Sau đó năm thứ hai, năm thứ hai là thân con đây. Ta thấy là đó, kỹ thuật là tôi trồng như này. Trên là phân dê và dớn bản. Đó. Sau đó là tôi tưới nước và ta thấy thân thân con rất là dài, hiện nay là thân con dài không phải là 5-60 phân. Đó. Tuy rằng thân nó không được to nhưng mà rồi đây á, là qua năm tiếp theo thì chắc chắn cái giò này là không có khả năng là ok. Thì đây anh em cũng là chia sẻ anh em. Đấy. Rồi đây là một cái giò giả hạt tiếp theo. Chúng ta thấy đây. Đấy, giả hạt là hai thân. Đó. Mọc ra tôi thấy rất là ok. Đó. Còn đây là giả hạt pháp. Cũng là giả hạt pháp. Thân rất là dài. Đó, anh em chia sẻ anh em những cái thân lan rất là đẹp. Đó. À, như vậy hy vọng anh em yêu hoa lan thì chúng ta sẽ có những cái chăm sóc cho nó phù hợp. À, anh em xem đây một khu về lông tu, lông tu xanh dài, lông tu. Rồi đây là về trầm, trầm rừng cũng kết hợp về phân dế. À, ta thấy trầm rừng. Như thân tầm rừng này là rất là khủng. Ta thấy ngón trỏ tôi nè. Đây. Đó, bằng ngón trỏ, đầu ngón trỏ rất là to. Đây là tầm tầm rừng. Tiếp theo đây là lông tu. Đây là về cây lông tu nhưng mà ở phía bắc là người ta gọi là lông tu phía bắc rất là dài. Đấy. Đây là hạt vĩ này rất là dài, thân rất là dài.